Thưa quý vị và các bạn, đèo Chư Đư Rê nằm trên quốc lộ 14 thuộc địa phận xã E Rang, huyện E Leo, tỉnh Đắk Lắk, cách thành phố Buôn Ma Thuột 94 km về hướng Bắc. Tại đây, vào tháng 7 năm 1954, quân ta đã tổ chức chặn đánh, phục kích và đã tiêu diệt toàn bộ quân Pháp rút chạy từ Pleiku về cố thủ Buôn Ma Thuột, tạo thuận lợi cho quân và dân ta đánh thắng quân Pháp tại chiến trường Đắk Lắk và Tây Nguyên, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta đi đến thắng lợi. Vào các dịp lễ Tết, Hội Cựu Chiến binh cùng các già làng xã E Rang, huyện E Leo lại đến đài tưởng niệm liệt sĩ đèo Chư Đư Rê để thắp hương, tưởng nhớ và tri ân sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ trong trận chiến tại đèo Chư Đư Rê. Vô cùng là phấn khởi, mà được là đất nước, coi như là hòa bình, độc lập, là tự do, là thực hiện trọn vẹn cái lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không có gì quý hơn độc lập tự do, mà con cháu là của thế hệ trẻ là chúng tôi ngày hôm nay là được hưởng cái độc lập tự do này. Tại khu vực đèo Chư Đư Rê ngày 17 tháng 7 năm 1954 đã diễn ra trận đánh ác liệt giữa các chiến sĩ trung đoàn 103 và trung đoàn 108 với binh đoàn cơ động 42 của Pháp. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, ta đã làm chủ trận địa, tiêu diệt hết cụm quân đang rút lui và phá hủy hàng chục xe cơ giới của địch. Đường 14 từ Pleiku về Buôn Ma Thuột bị khóa chặt, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác tấn công tiêu diệt địch, phá vỡ các tuyến phòng ngự của chúng trên quốc lộ 26, buộc chúng phải rút khỏi Buôn Ma Thuột, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta đi đến thắng lợi. Trong trận chiến này, nhiều chiến sĩ của chúng ta đã anh dũng hy sinh. Về đây là sinh hoạt cựu chiến binh được tôi luyện, rồi hàng năm thì chúng tôi cũng là lên đây tôn tạo để bảo quản, là trồng cây rồi quét dọn để bảo quản cái di tích lịch sử này. Hàng năm là cũng được là các nhà trường mời về để nói chuyện về lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam thì là thế hệ sau, nhưng mà cũng là được nói chuyện ở trường một vài lần để cho các cháu là có như là tiếp xúc và biết được là anh bộ đội qua các thời kỳ chống Pháp thì và thời kỳ là chống Mỹ. Năm 2005, để tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng và hy sinh tại trận địa đèo Chư Đư Rê, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện E Hờ Leo đã đầu tư xây dựng khu tượng đài với tên gọi Đài tưởng niệm liệt sĩ đèo Chư Đư Rê. Ngày 11 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử địa điểm chiến thắng đèo Chư Đư Rê. Có thể khẳng định rằng đây là một di tích lịch sử mà huyện cũng rất quan tâm để rồi là tập trung đầu tư để rồi sửa chữa nâng cấp để rồi là trở thành cái địa chỉ để cho giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và là nơi các người dân có thể là đến thăm viếng và ghi lại những cái sự đóng góp của cha anh. Chiến thắng đèo Chư Đư Rê đã đi vào lịch sử cách mạng Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung như một mốc son chói lọi gắn liền với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Những sự kiện lịch sử diễn ra tại đèo Chư Đư Rê là bản anh hùng ca về tinh thần chiến đấu anh dũng kiên cường, bất khuất để bảo vệ nền độc lập dân tộc, là địa chỉ đó để giáo dục truyền thống yêu nước, yêu độc lập tự do cho thế hệ trẻ.